Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, trong kinh Đức Phật dạy, người có lỗi lầm mà biết sám hối, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian, là vầng trăng ra khỏi mây mù. Ngược lại, người có lỗi lầm mà không tự sám hối để mau chấm dứt tâm tội ấy, thì tội lỗi ngày càng chồng chất vào thân như nước chảy về biển, dần dần trở nên sâu rộng. Hiểu được điều đó, hôm nay, ngày 8 tháng 10 năm Tân Sửu, tức ngày 12 tháng 11 năm 2021, là ngày tu bắt quan trai giới, các Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa, đại diện cho đông đảo Phật tử chùa Ba Vàng đã cầu thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni, Quang Lâm Đại Hùng Bảo Điện, tác lễ sám hối, để các Phật tử có cơ hội được nhìn nhận lại tâm mình, từ đó quyết trừ bỏ những tâm bất thiện. Giờ này, đã sắp đến thời khóa sám hối, thỉnh toàn thể quý Phật tử và gia đình đang theo dõi qua mạng trực tuyến, cùng khởi thân, chắp tay trang nghiêm để cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, giờ này đạo tràng chúng con đã ổn định và trang nghiêm, chúng con một lòng thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni Quang Lâm Đại Hùng Bảo Điện tác lễ sám hối cho hàng Phật tử chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi Tam Bảo. Đề nghị toàn thể đại chúng đồng niệm hồng danh Đức Phật để cung đón chư Tôn Đức Tăng Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghiêm từ
Biên mãn thập phương giới cúng dường nhất thiết Phật. Tôn pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập nhất thế thánh hiền. Duyên khởi quang minh đại xưng tính tác Phật sự phổ huấn chư chúng sinh. Giải phán Bồ Đề tâm viễn ly chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Con lành hiền ơi,
Thầm phương chư Phật tôn Pháp hiền thanh tâm thương chủ tám bảo. Chi tâm định lễ Nam Mô Sa Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đường Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm định lễ Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Cưng Làng Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quán Thế Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Chi tâm định lễ Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tài Diên Thọ Dường Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Nhân Quang Biến Chiếu Bồ Nguyện quang biến chiếu Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Nhất Thiên Thanh Chúng. Phẩm phần sâu màu chẳng gì hơn nơi trăm ngàn muôn kiếm khó đường gặp nơi này con nghe thấy vâng gìn giữ Thích Ca Mâu Ni
Theo thánh đạo, nếu người đệ tử Phật
tám điều này sẽ ở trong mỗi niệm diệt được vô lượng tội, thắng tiến đến Bồ Đề, mau thành tựu chính giác, dẫn hẳn đường sinh tử, thường an trú tình. Chỉ tâm định lễ ơi để nhân đầu đà tôn giả đại ca diêm. Chỉ tâm định lễ ơi để nhân trí tuệ tôn giả xá lời Phật. Chỉ tâm định lễ ơi để nhân thần thông tôn giả mùng kiều liên. Chỉ tâm định lễ ơi để nhân đa văn tôn giả A Nan. Chỉ tâm định lễ ơi để nhân chỉ giới tôn giả hữu ba ly. Chỉ tâm định lễ dài không tôn giả tu Bồ Đề. Chỉ tâm định lễ ơi để nhân thuyền pháp tôn giả phú lâu nan. Chỉ tâm định lễ ơi để nhân luận nghị tôn giả ca diên. Chỉ tâm định lễ ơi để nhân thiên nhãn tôn giả A Nậu Lâu Đà. Chỉ tâm định lễ ơi để nhân mật hành tôn giả la hầu la. Chỉ tâm định lễ ơi
chỉ tâm định lễ ơi cổ xưa pháp ma chỉ tâm định lễ ơi tổ sư miền quang chỉ tâm định lễ ơi tổ sư tuệ chỉ tâm định lễ ơi tất cả chưa bị tôn giả bồ sư yeah.
bận về quá khứ, hoảng lo dòng ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn dần, xem thường bao vật trong tay, giày đạp lên trên anh phố, tháng năm sầu khổ miên mài, giờ đây chậm sông báo biển, con nguyện sám hối đổi thay. Đệ tử tâm thanh quý ngưỡng, hướng về chư Phật mười phương, cùng với các vị Bồ Tát thành văn duyên giáo thánh hiền, chỉ thành cầu xin sám hối bao nhiêu lầm lỗi chiêm biến, xin lấy cam lộ tình thủy tưới lên dầm tắt não phiền, xin lấy con thuyền chính pháp đưa con vướng nghèo oan thiên, xin nguyện sống đời tình thương học theo đạo lý chân truyền, thương tập đủ cười hơi thơ, sống đời chính niệm tình truyền. Đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiệm cầu, vượt tâm hương mạc sống tôi, vốn trong hiểu biết thương yêu, xin nguyện học phép quang chiếu, tâm nhìn tâm hiểu thật sâu, thấy đường tự tinh các pháp, thoát ngoại sinh từ trần lao, nguyện hồng nói lời ái ngữ, thương yêu trong sóng sớm chiều, đem buồn vui tới mọi eo, giúp người với nỗi sầu đau, đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu, tín thành tâm hương bốn nén, đại sen con nguyện hồi đầu. Nguyện đứng từ bi che chở trên con đường đạo nhiệm màu, nguyện xin chuyên cần phù tâm vuông tròn đạo quả về sau. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối chư Phật, nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Tam Bảo chứng minh oai thần hộ niệm. Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Phương Đệ Thinh Tứ Thiên Vương Chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương, Nhất Thiết Thiện Thần Thủy Tư ủng hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thần có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiểu dục trí tụng, đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục, đối với ý thường tư duy chinh pháp. Chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con Tứ Đại Điều Hòa Chủ Thế Sa Bà Giải Lâu,
đời đời các kiếp vị lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đức Như Lai, phổ độ quần sinh khiến cho muôn loài đều thâm nhuận lời đức phân dạy, tín sâu nhân quả, phát tâm bồ đề, ứng dụng tu hành, sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tập tại chùa bệnh tật đường thuyên giám, tăng trưởng duyên lành tu theo chính pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử đang trong khu vực cách ly đã gửi danh sách về chùa được tiêu trừ nghiệp chướng, oán khiên oan kết hóa giải, mạng vị bình an phúc lành tăng trưởng, các sự kiết tường gia đình an khang hạnh phúc. Chúng con xin hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các bác sĩ, cán bộ y tế, các tình nguyện viên và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa khống chế dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đang có dịch trên đất nước Việt Nam và toàn thế giới có đủ duyên lành kiểm soát và khống chế được dịch. Nguyện hồi hướng cho phân tử thiện nam tín nữ cùng gia đình đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập, được tăng phúc tăng duyên giảm trừ nghiệp chướng an vui hạnh phúc. Hồi hướng cho các vong linh có hữu duyên với tăng ni Phật tử tại chùa, hồi hướng cho các vong linh anh hùng chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn sớm nương tựa về nơi chính pháp tu hành mà được giải thoát. Khắp nguyện phước ban tân ca đứng đổ quần sinh, Phật pháp thịnh hứng tám đồ dân xài. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Công phu công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về. Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh thầy đều thế nhập vô sinh nhân, nguyện tiêu ba chướng sanh phiền não, nguyện đường trí tuệ thần sáng ngời, nguyện các tội chướng thầy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát Đạo, nguyện đem công đức tu hành này trang giải mười phương khắp tất cả, hết thầy chúng con cùng các loài đồng đường lên ngôi vô thượng giác. Tự quy y Phật ơi, nguyện cho chúng sinh ơi hiểu thấu đạo lớn ơi phát tâm vô thượng. Tự quy y Phật ơi, nguyện cho chúng sinh ơi thâm nhập kinh tạng ơi trí tuệ như biển. Tự quy y tăng ơi, nguyện cho chúng sinh ơi quản lý đại chúng ơi hết thầy không ngại.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này, thời khóa sám hối đã được kết thúc viên mãn. Chúng con một lòng thành kính cảm niệm và tri ân công đức của Chư Tôn Đức Tăng Ni và xin cung tiễn Chư Tôn Đức Tăng Ni hồi quy Tăng Ni Xá. Thỉnh đại chúng đồng niệm hồng danh Phật để cung tiễn quý Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.